đàm phán hay ngừng bắn, xem ra vẫn là giấc mơ xa vời ở Ukraine hiện nay. Mới đây, Tổng thống Zelensky nói về các trận đánh sực lửa và đau đớn nhất của quân đội Kiev. Tình báo Anh cho rằng Bakhmut khó đem lại thành quả chiến lược cho Nga. Vì sao? Trong khi đó, phe ly khai tố Ukraine đưa thêm lính đánh thuê Đức và Ba Lan tới Luhansk. Viện nghiên cứu Mỹ nhận định ông Putin ít quan tâm đến thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Quan chức châu Âu hé lộ tin tức chấn động, hơn 30% lính Nga tử trận ở Ukraine thuộc vào lực lượng nòng cốt. Ông Kuleba cho biết, quan chức ngoại giao Ukraine bị đe dọa ở 12 nước. Các tin tức khác, quân đội Trung Quốc ưu tiên đào tạo các đơn vị được ví như con dao sắc nhọn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quyết ngăn Trung Quốc định hình lại trật tự thế giới. Động đất, núi lửa phun trào ở Indonesia, Nhật Bản giám sát nguy cơ sóng thần. Các phi hành gia NASA đi bộ ngoài không gian để lắp pin năng lượng mặt trời. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế. Thưa quý vị, theo đài NHK, lực lượng Nga đang tăng cường tấn công miền đông Ukraine, hiện đạt được bước tiến ít ỏi ở các phòng tuyến vững chắc của Kiev tại tỉnh Donetsk, đổi lại Moscow tổn thất không nhỏ về binh lính và khí tải. Quân đội Nga và Ukraine đang chiến đấu không khoan nhượng. Giành được rồi nhưng lại đánh mất nhiều khu vực thuộc vùng công nghiệp Donbass. Bộ Quốc phòng Anh ngày 3 tháng 12 nhận định Nga có bước tiến nhỏ tại thành phố chiến lược Bakhmut, tỉnh Donetsk trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, Nga chịu tổn thất nặng nề, không tương xứng với kết quả đạt được khi tiến công Bakhmut. Bộ Quốc phòng ở London nói thêm. Về phía Ukraine, hãng thông tấn Anadolu cho hay, Tổng thống Zelensky tối ngày 3 tháng 12 đã phát biểu rằng các thành phố Bakhmut và Soledar của Donetsk chính là nơi giao tranh rực lửa nhất và đau thương nhất. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các binh sĩ Ukraine tại hai phòng tuyến ác liệt này. Những người anh hùng của chúng ta đang kiên định phòng thủ. Mỗi người trong số họ xứng đáng nhận được lòng biết ơn sâu sắc nhất của nhân dân Ukraine, ông Zelensky tuyên bố. Ngoài ra, ông Zelensky thông báo lực lượng Ukraine đang củng cố các pháo đài ở tỉnh miền Đông Luhansk và tỉnh miền Nam Kherson. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3 tháng 12 đã thăm quốc gia hàng xóm Belarus và gặp gỡ Tổng thống nước này, ông Alexander Lukashenko. Tướng Shoigu cũng hội đàm với người đồng cấp Belarus Viktor Krenin và ký một văn bản về sửa đổi hiệp ước an ninh khu vực. Theo NHK, nội dung chi tiết của văn bản này hiện chưa được công bố. Tờ Newsweek dẫn lời các quan chức quốc phòng Anh chỉ ra, Nga đang dốc nhiều nguồn lực vào Bakhmut, nhưng nơi này sẽ chỉ mang lại cho Moscow phần thưởng tượng trưng hơn là thành quả xứng đáng về mặt chiến lược. Hôm 3 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang dồn phần lớn hỏa lực dọc theo khu vực dài khoảng 160 cây số ở nơi tiền phương xung quanh Bakhmut. Đây là khu vực mà đội quân xứ Bạch Dương chiến đấu gian khổ suốt nhiều tháng qua. London cũng chỉ ra Moscow có khả năng lên kế hoạch bao vây Bakhmut bằng các cuộc tiến công chiến thuật từ phía Bắc và phía Nam. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đã đạt được chiến bộ nhỏ ở phía Nam, đồng thời nỗ lực củng cố khu vực phía Tây, nơi có vùng đất lầy lội quanh sông Bakhmutka. Rõ ràng, Nga đang dồn lực vào mặt trận Bakhmut, nhưng phía London cho rằng thành phố này sẽ đem lại giá trị nhỏ về mặt chiến lược, dù nơi đây có thể trở thành bàn đạp để Moscow tiến đến các đô thị lớn Kramatorsk và Slovyansk. Điều đó có nghĩa, những gì Nga đạt được sẽ không tương xứng với nỗ lực bỏ ra. Có khả năng Bakhmut chỉ là mục tiêu chính trị, và thắng lợi tại đây chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng đối với Nga. Moscow thường không bình luận về các đánh giá của tình báo Anh. Điện Kremlin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt nhất định sẽ giành thắng lợi. TASS dẫn lời chỉ huy quân sự của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPR tự xưng, cho rằng lực lượng Ukraine vừa chuyển thêm 3 nhóm tấn công tới thành phố Kremina với sự hậu thuẫn của lính đánh thuê từ Đức và Ba Lan. Quan chức phe ly khai cho biết, theo nguồn tin tình báo, Ukraine đã điều chuyển thêm 3 nhóm tấn công và khí tài tiến đến hướng Kremina. 3 nhóm này đều có sự tham gia của lính đánh thuê từ Đức và Ba Lan. Trước đó, ngày 30 tháng 11, ông Marocco nhận định
Suốt 2 tháng qua, lực lượng Ukraine liên tục nỗ lực tấn công vào 2 thành phố Lyman và Kupiansk ở miền đông để cố gắng đánh về thành phố Kremlin. Phe ly khai tuyên bố đã đẩy lùi những mũi tên công của quân đội Kiev. Về phía Ukraine, báo The Guardian ngày 4 tháng 12 dẫn lời ông Serhii Hadai, lãnh đạo Ukraine ở tỉnh miền đông Luhansk cho biết, quân đội nước này vừa tái kiểm soát 13 khu định cư. Ông nói, pháo binh Ukraine đang tấn công mạnh mẽ các phòng tuyến thuộc nhiều ngôi làng do Nga kiểm soát ở Luhansk. Hiện báo cáo của các bên về cục diện giao tranh chưa thể xác minh độc lập. Theo Newsweek, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đã nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như không muốn đình chiến ở Ukraine, dù điều này có thể giúp ích cho quân đội xứ Bạch Dương. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận ngừng bắn. Đây là cơ hội để Moscow tái vũ trang và củng cố lực lượng, chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi để đạt được tối đa mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Newsweek, thời gian qua, quân đội Nga đã chịu nhiều tổn thất trong xung đột với Ukraine. Gần đây nhất, lực lượng Moscow đã rút khỏi thành phố trọng điểm Kherson. Trong khi đó, nỗ lực động viên một phần cũng được cho là khó mang lại lợi thế cho Nga trong ngắn hạn. Dù có lợi thế nếu đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng theo ISW, Tổng thống Putin dường như không mấy quan tâm đến điều này. Thời gian qua, Moscow liên tục đưa ra các điều kiện buộc Ukraine và phương Tây phải thỏa hiệp. Rõ ràng, ông chủ Điện Kremlin chỉ muốn theo đuổi thắng lợi về quân sự. Ngoài ra, ISW cũng nhận định Nga đang cố gắng tận dụng mong muốn đàm phán của phương Tây để thúc đẩy các nước nhượng bộ. Mỹ đã phát tín hiệu đàm phán với Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden khẳng định ông chỉ đối thoại khi Moscow rút quân khỏi nước láng giềng. Điện Kremlin từ chối điều kiện tiên quyết này, cho rằng không phù hợp với mục tiêu và lợi ích của Nga. Thưa quý vị, tờ Newsweek dẫn lời một quan chức quốc phòng châu Âu cho rằng binh sĩ từ nhiều đơn vị tinh nhuệ của Nga chiếm 30-40% tổng số lính tử trận của Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Từ cuối tháng 2 đến nay, Điện Kremlin đã phải thay thế các binh sĩ dày dặn kinh nghiệm này bằng các tân binh vừa được động viên nhập ngũ, quan chức phương Tây nói thêm. Newsweek cho hay, giới chức tình báo và quốc phòng NATO từ trước đến nay luôn để mắt theo dõi các lực lượng tinh nhuệ Nga đóng quân gần biên giới các nước NATO ở vùng Baltic. Đường biên giới giữa Nga với Liên minh phương Tây hiện giờ dài hơn 1.200 km và sẽ tăng lên gấp đôi sau khi Phần Lan chính thức bước vào NATO. Một quan chức quốc phòng châu Âu ẩn danh vừa chia sẻ với Newsweek, Nga đã huy động một số đơn vị tinh nhuệ vốn đóng quân ở gần biên giới Estonia và Latvia, tham gia vào xung đột tại Ukraine. Từ ngày 24 tháng 2 đến nay, các đơn vị tinh nhuệ này đã tổn thất khoảng 1/3 quân nhân. Quan chức châu Âu cho biết, sư đoàn tấn công đường không 76 thuộc lực lượng lính dù tinh nhuệ nổi tiếng của Nga, vốn đóng tại thành phố Bukov, cách biên giới Estonia chỉ 65 km, là một trong những lực lượng tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một số nhóm nhỏ thuộc sư đoàn tấn công đường không 76 đã tham gia vào các trận đánh ác liệt, đầu tiên ở hướng Kiev, sau đó là tại Zium và Kherson. Nhiều khả năng, những đơn vị này đã gánh chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi ước tính 30-40% binh sĩ tinh nhuệ của Nga ở Ukraine đã bị thương, mất tích hoặc tử vong. Chúng tôi nhận thấy rằng, ở các căn cứ tại Pskov và Cherika, lực lượng binh sĩ chủ yếu là lính nghĩa vụ và các nhà thấu quân sự hay giới chỉ huy, quan chức châu Âu nói. Trước đó vào tháng 5, Thiếu tướng Veiko Velopam, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Estonia, cũng chia sẻ với Newsweek rằng đơn vị tinh nhuệ Nga gần biên giới Estonia đã liên tục tổ chức đám tang cho binh sĩ tử trận ở nơi tiền phương Ukraine. Theo quan chức châu Âu, hai đơn vị tinh nhuệ khác của Nga cũng chịu thiệt hại lớn, bao gồm Lữ đoàn đặc biệt số 2 đóng tại Pskov và Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 25 đặt căn cứ tại thành phố Luga. Lữ đoàn này được cho là gánh tổn thất nặng nề khi Ukraine phản công ở thành phố Đông Bắc Kharkiv. Newsweek cho hay, xung đột kéo dài và khốc liệt đã buộc Moscow phải điều chuyển nhiều binh sĩ đóng tại biên giới giáp các nước NATO, tham gia trực tiếp vào chiến dịch ở Ukraine. Hồi tháng 9, tờ Foreign Policy dẫn 3 nguồn tin quan chức cấp cao ngành quốc phòng châu Âu cho biết khoảng 80% trong số 30.000 binh sĩ Nga đóng quân gần biên giới Phần Lan và các nước Baltic đã được chuyển nhiệm vụ tới Ukraine.
Hiện phía Nga chưa bình luận với các thông tin của tờ Newsweek. Gần đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khiến Ukraine tức giận khi thông báo có khoảng 20.000 người dân và hơn 100.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong xung đột. Sau đó, một người phát ngôn Ủy ban châu Âu đính chính, con số 100.000 người bao gồm cả binh sĩ bị thương và đây là số liệu thu thập từ các nguồn mở, chưa kể kiểm chứng chính xác. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley vào tháng 11 đã nói rằng, mỗi bên Nga và Ukraine đều ghi nhận khoảng 100.000 binh sĩ tử vong. Vào cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố, tính đến lúc đó, Nga tổn thất gần 6.000 binh lính, còn phía Ukraine có hơn 61.000 binh sĩ thiệt mạng, cao hơn gấp 10 lần. Hiện các con số nói trên vẫn chưa thể xác thực. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi trả lời phỏng vấn của đài TF1 đã xác nhận về kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần. Ông Macron cho biết, tôi dự định sớm tiến hành cuộc điện đàm tiếp theo với Tổng thống Putin sau khi thảo luận với người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, nội dung điện đàm sắp tới với chủ nhân Điện Kremlin sẽ tập trung vào vấn đề an toàn hạt nhân. Ngoài ra, ông Macron khẳng định, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, cố gắng tránh căng thẳng leo thang. Pháp sẽ giúp sức đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp sức cho đối thoại vào một ngày mà các bên muốn ngồi vào bàn đàm phán. Trước khi đắc cử nhiệm kỳ 2, Tổng thống Pháp Macron từng bị chỉ trích vì không ngừng tìm kiếm đối thoại với Tổng thống Nga Putin. Dù vậy, ông Macron không cho rằng nỗ lực điện đàm là một thất bại ngoại giao, mà đó là một hành động nên làm để lắng nghe và thuyết phục Moscow ngừng chiến dịch quân sự. Đến hiện tại, Điện Kremlin cho biết sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận điều kiện tiên quyết là rút hết quân về nước. Phía Kiev cho rằng, trước khi có bất kỳ cuộc hòa đàm nào, thì sự toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ Ukraine cần phải được khôi phục. Gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland phát biểu, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sau những cảnh báo cứng rắn của phương Tây. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng gay gắt với nhận định của bà Nuland. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3 tháng 12 viết trên Telegram cho rằng Mỹ đã thổi phồng nguy cơ xảy ra hạt nhân ở Ukraine. Nhà ngoại giao ở Moscow còn mạnh mẽ chỉ trích bà Nuland chỉ muốn đổ hết mọi trách nhiệm cho Nga, trong khi Nga đã nhắc đi nhắc lại là họ muốn tìm cách tránh xung đột hạt nhân. Bà Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga có quan tâm đến phát biểu sai lệch của Thứ trưởng Mỹ trên tờ báo Yuzhnskaya Pravda. Phát ngôn viên Zakharova cho rằng, Thứ trưởng Victoria Nuland một lần nữa phát ngôn bất nhất. Đầu tiên, thông qua các kênh truyền thông và tổ chức nghiên cứu mà Washington thao túng, bà ấy đã thổi phồng mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Tiếp đó, bà ấy đã nói rằng nguy cơ hạt nhân đã bị đẩy lùi nhờ vào những lời cảnh báo cứng rắn của phương Tây. Bà Zakharova đề nghị phương Tây nên xem lại và ghi nhớ bản thông báo vô cùng rõ ràng của Bộ Ngoại giao Nga ngày 2 tháng 11. Hôm đó, Moscow khẳng định luôn tìm mọi cách để tránh xung đột hạt nhân. Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto mới đây đã nói rằng nguyên nhân nước của ông muốn gia nhập NATO là do e ngại các mối đe dọa hạt nhân từ Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chia sẻ với hãng tin Kyodo ngày 4 tháng 12, ông Haavisto nói, việc Helsinki gia nhập NATO chủ yếu là do các mối đe dọa hạt nhân của Nga. Theo ông, từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tình hình an ninh ở châu Âu thực sự đã thay đổi. Phần Lan phải cân nhắc về cách phản ứng và tìm kiếm sự hỗ trợ trong trường hợp xuất hiện hiểm họa vũ khí hạt nhân và hóa học. Đó là những yếu tố cơ bản dẫn đến mong muốn gia nhập Liên minh quân sự phương Tây. Vào ngày 18 tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin bước vào NATO nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã nêu điều kiện hai quốc gia Bắc Âu phải tuyên bố các tổ chức người Kurds là phần tử cực đoan. Ngoài ra, Ankara cũng muốn Helsinki và Stockholm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí đối với nước này. Đến ngày 28 tháng 6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Madrid.
Các cuộc trao đổi đã mang lại bản ghi nhớ về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Tài liệu này sẽ được tất cả quốc gia thành viên NATO phê chuẩn. Hiện chỉ có 2 trong số 30 nước thuộc NATO chưa phê chuẩn nghị định thư là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Hungary cho biết dự kiến phê chuẩn vào đầu năm sau. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 3 tháng 12 đã tổ chức một hội nghị với các đại sứ Ukraine cảnh báo về mối nguy hiểm mà các nhà ngoại giao của Kiev đang phải đối mặt ở nước ngoài. Theo hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Kuleba viết trên Telegram rằng đến ngày 3 tháng 12 đã có 18 trường hợp nhân viên ngoại giao Ukraine bị đe dọa ở 12 quốc gia, bao gồm một nỗ lực tấn công cực đoan ở Tây Ban Nha, một loạt bưu phẩm đe dọa có chứa mắt động vật gửi tới các văn phòng đại diện Ukraine ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia, Italy, Áo, Cộng hòa Séc, Vatican và Pháp. Ngoài ra còn có nghi vấn cai chất nổ ở Kazakhstan và một lá thư đáng ngờ ở Hoa Kỳ. Theo ông Kuleba, những kẻ cực đoan đang cố gắng đe dọa giới chức ngoại giao Ukraine. Kiev ngày 2 tháng 12 đã yêu cầu các chính phủ nước ngoài tăng cường an ninh cho phái bộ ngoại giao của Ukraine. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết 6 quả bom thư gửi tới các mục tiêu quan trọng trong những ngày gần đây dường như đều bắt nguồn từ thành phố Valladolid ở phía bắc xứ sở Potos, một nguồn tin thân cận nói với Reuters ngày 3 tháng 12. Bom thư đã lần lượt gửi tới Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Đại sứ quán Ukraine ở Madrid, các văn phòng chính phủ, một công ty vệ tinh của Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Hoa Kỳ. Hầu hết bom thư đã được lực lượng an ninh vô hiệu hóa, dù vậy một nhân viên sứ quán Ukraine bị thương nhẹ sau khi thiết bị nổ kích hoạt. Thủ phạm đứng sau vụ việc vẫn chưa bị vạch trần, một nguồn tin am hiểu quá trình điều tra đã chia sẻ với Reuters. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, PLR Daily, trang tin tiếng Anh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vừa có bài viết cho rằng quân đội Trung Quốc ngày càng đề cao vai trò của các hạ sĩ quan. Họ được cho phép phục vụ cho quân ngũ lâu hơn và học hỏi nhiều kỹ năng hơn để trở thành xương sống của các nhiệm vụ quân sự trong tương lai. Nếu có xung đột nổ ra, Trung Quốc sẽ chủ yếu dựa vào các đơn vị nhỏ và tinh nhuệ thay vì một lực lượng lớn và tổ chức cồng kềnh. Tờ South China Morning Post cho biết, kể từ tháng 3, điều luật mới cho phép hạ sĩ quan thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được tại ngũ lâu hơn. Đây là nỗ lực để chuyên nghiệp hóa lực lượng hạ sĩ quan. Một bài viết của PLA Daily cho rằng, vai trò của hạ sĩ quan học thuyết chiến tranh hiện đại đã trở nên quan trọng hơn dựa vào những bài học lịch sử rút ra từ những xung đột khu vực gần đây. Chiến tranh hiện đại chính là cuộc chiến giữa những người lính tinh nhuệ, giữa các đơn vị chiến đấu cơ bản nhưng được tổ chức hợp lý và đảm nhận nhiều chức năng hơn. Bài báo ngày 10 tháng 10 của PLA Daily có đoạn viết. Tờ báo tiếp tục nhận định, trong nhiều trường hợp, nhân vật chính trên chiến trường không còn là các quân đội quy mô lớn, thay vào đó là các đơn vị đặc nhiệm. Vì thế, vai trò của người lính đặc nhiệm đã được nâng cao đáng kể và các hạ sĩ quan đang dần dần trở thành lực lượng nòng cốt trong chiến đấu. PLA Daily cho rằng, các hạ sĩ quan chất lượng cao, sở hữu nhiều kỹ năng, bao gồm khả năng tư duy chiến lược, biết cách chỉ huy và có năng lực chiến đấu đặc biệt, sẽ trở thành những con dao sắc nhọn ở bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào trong tương lai. Theo South China Morning Post, năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã gọi lực lượng hạ sĩ quan là xương sống của quân đội. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ sự ổn định của lực lượng này là vô cùng quan trọng. Hãng AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3 tháng 12 phát biểu, Washington đang trải qua giai đoạn then chốt về ứng phó với Trung Quốc. Tướng Austin kêu gọi Lầu Năm Góc phải tăng cường sức mạnh quân sự để đảm bảo các giá trị của Mỹ, chứ không phải là của Trung Quốc, sẽ định hình nhiều tiêu chuẩn của toàn cầu trong thế kỷ thứ 21. Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở California, tướng Austin cho rằng Trung Quốc là nước duy nhất có cả ý chí lẫn sức mạnh để định hình lại trật tự khu vực và thế giới, phục vụ cho các lợi ích của Bắc Kinh. Nhưng chúng tôi muốn nói rõ, Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra. Ông Austin nói thêm, những năm tới sẽ là năm bản lề trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ với Trung Quốc. Kết quả của sự cạnh tranh sẽ quyết định liệu con cháu của chúng ta có được thừa hưởng một thế giới cởi mở, tự do, dựa trên trật tự và luật lệ hay không.
Ông Austin cũng đánh giá Trung Quốc mang rủi ro cho an ninh của Mỹ lớn hơn cả Nga. Để giảm thiểu những rủi ro này, tướng Austin nói, Mỹ đang sắp xếp lại ngân sách quốc phòng với những thay đổi chưa từng thấy để đương đầu với thách thức từ Trung Quốc. Trong một thế giới không hoàn hảo, sự răn đe đến từ sức mạnh, ông Austin khẳng định. Trong bài phát biểu, ông Austin kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách đúng hạn cho Lầu Năm Góc. Một trong những dự án đáng chú ý nhất của Mỹ là oanh tạc cơ tàng hình hạt nhân B-21 Raider, dự kiến tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ đô la Mỹ, tính đến năm 2046. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, Mỹ đã bất ngờ hé lộ chiếc oanh tạc cơ Raider này. Chính là chiếc máy ném bom hạt nhân mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm qua, có biệt danh sát thủ tàng hình. Theo AP, chiếc Raider không chỉ giúp đảm bảo ba trụ cột hạt nhân của Mỹ, mà còn là câu trả lời của Washington đối với sự phát triển như vũ bão của Bắc Kinh trong lĩnh vực hạt nhân, không gian và an ninh mạng. Trong khi máy bay Raider định hình lực lượng tấn công hạt nhân đường không của Mỹ trong tương lai, thì Washington vẫn cần hiện đại hóa các tên lửa đạo xuyên lục địa phóng từ silo và phóng từ tàu ngầm hạt nhân. Đây là bộ ba vũ khí hạt nhân được ví như kiêng ba chân của Mỹ. Bộ Quốc phòng là cơ quan có ngân sách tùy ý lớn nhất trong số các cơ quan liên bang Mỹ và có thể nhận được khoản ngân sách lên tới 847 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tuy nhiên, theo AP, các nhà quan sát cho rằng các khoản chi tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đủ để hiện đại hóa và theo kịp Trung Quốc vì phần lớn chi tiêu đó dành cho quân nhân. Trước đó, trong báo cáo an ninh của Mỹ hôm 28 tháng 11, Washington cảnh báo Bắc Kinh có thể sẽ có 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035, nhưng không nói rõ Trung Quốc sẽ sử dụng chúng như thế nào. Hiện phía Trung Quốc chưa phản ứng với bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Lầu Năm Góc đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ chiến dịch tấn công trên bộ tại miền Bắc Syria, do lo ngại hành động này có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar sau vụ nổ ở Istanbul hồi tháng trước gây thiệt hại lớn về nhân mạng. Sự việc này cũng thúc đẩy Ankara hành động quân sự ở Syria. Dù vậy, tướng Austin nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra nguy hiểm trực tiếp đối với quân nhân Mỹ hoạt động chống phần cực cực đoan ở Syria. Fox News dẫn thông báo của Mỹ sau cuộc điện đàm giữa ông Austin và ông Akar cho biết, Bộ trưởng Austin đã kêu gọi giảm leo thang và bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Lầu Năm Góc đối với một chiến dịch quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Theo Fox, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt cuộc không kích ở miền Bắc Syria sau vụ nổ ngày 13 tháng 11 ở Istanbul, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 80 người khác bị thương. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một phụ nữ Syria gốc Ả Rập, mà họ nói là có liên hệ với lực lượng dân quân người Kurds. Tuy nhiên, lực lượng dân quân này đã phủ nhận mọi cáo buộc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan đã ra lệnh tiến hành nhiệm vụ quân sự ở Syria, được gọi là chiến dịch Sokro, nhằm tiêu diệt đơn vị phòng vệ nhân dân YPG và Đảng Công nhân người Kurds PKK. Một chỉ huy người Kurds nói với Fox News hồi tuần trước rằng Thổ Nhĩ Kỳ, nước đồng minh NATO với Mỹ, đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công trên bộ lớn ở Syria nhằm mục tiêu vào các nhóm người Kurds đã tập hợp với quân đội Hoa Kỳ trong chiến dịch chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Chuẩn tướng Patrick Rader, thư ký báo chí của Lầu Năm Góc ngày 30 tháng 11 đã nói rằng các cuộc không kích gần đây ở Syria đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của quân nhân Mỹ và đối tác địa phương trong nỗ lực đánh bại IS và duy trì việc giam giữ 10.000 tay súng IS. Một quan chức quân sự Mỹ nói rằng ở Syria có những điều kiện lý tưởng để IS trỗi dậy và Washington cùng các đối tác phải đảm bảo điều đó không xảy ra. Theo Reuters, người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu ngày 4 tháng 12 cho rằng Liên minh châu Âu nên đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong vài tháng tới để phản đối các vấn đề liên quan đến gói trợ cấp khổng lồ của Hoa Kỳ. Mối quan hệ giữa Mỹ và EU gần đây trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra đạo luật giảm lạm phát. Vừa qua, trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Biden đã cho rằng sẽ có những điều chỉnh phù hợp để xoa dịu nỗi lo lắng của lục địa già. Theo Reuters, các nước thành viên EU không khỏi lo ngại.
đạo luật trị giá 430 tỷ đô la với các khoản giảm thuế hào phóng cho các công ty Mỹ có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp châu Âu. Từ hãng sản xuất ô tô đến các nhà sản xuất công nghệ thân thiện với môi trường, các quan chức của cả hai bờ Đại Tây Dương dự kiến sẽ giải quyết vấn đề này tại cuộc họp vào tuần tới. Dù vậy, ông Bland, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu cho biết, không còn mong đợi một số giải pháp thương lượng vì đàm phán chỉ dẫn tới những thay đổi nhỏ nhoi. Ông nói, tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi về bản chất bởi vì luật đã được thông qua. Nghị sĩ EU kêu gọi đệ đơn khiếu nại lên WTO vì đạo luật của Mỹ không phù hợp với các nguyên tắc của tổ chức quốc tế này. Reuters đưa tin, trong một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra trên đảo lớn Java của Indonesia, khiến ít nhất một người bị thương, thị trấn Sianjus tiếp tục khốn đốn, trong khi nỗi đau từ trận động đất kinh hoàng hồi tháng trước khiến 330 người thiệt mạng vẫn chưa kịp nguôi ngoài. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, trận động đất 5,7 độ đã xảy ra ở độ sâu 112 km, tâm chấn cách thành phố Banjia của Tây Java 18 km về phía đông nam. Cơ quan khí tượng Indonesia báo cáo khác về số liệu, cho rằng trận động đất mạnh hơn 6,4 độ Richter làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Jakarta. Suharyanto, người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, nói với đài truyền hình Metro TV rằng, có một người bị thương do trận động đất và đã được đưa đến bệnh viện, không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại lớn khác. Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết trận động đất đã khiến các tòa nhà ở thị trấn Garut, Tây Java rung chuyển. Cơ quan này cảnh báo, cư dân gần tâm chấn cẩn trọng vì dư chấn có thể xảy ra. Rất may không có mối đe dọa, sóng thần. Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các loạt địa chấn và núi lửa do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm vào nhau. Tháng trước, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra ở thị trấn Sianju thuộc Tây Java, khiến 331 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Mặt khác, cùng ngày 4 tháng 12, NHK đưa tin một ngọn núi lửa ở Indonesia đã phun trào vào lúc 11 giờ 18 phút sáng, theo giờ Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ngay lập tức đề phòng khả năng xảy ra sóng thần trên vùng biển của nước này, nhất là ở tỉnh Okinawa. Dung nham từ núi lửa Mauna Loa đang tiến gần hơn đến đường cao tốc chính của đảo lớn thuộc Hawaii, Mỹ. Đây là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới và thức giấc vào cuối tháng 11. Đài quan sát núi lửa Hawaii của Cục Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ báo cáo, ngày 3 tháng 12, dòng chảy dung nham từ núi lửa Mauna Loa đang tiến gần hơn tới đường cao tốc Daniel K. Inouye, chỉ cách con đường chưa tới 4 km. Trong 24 giờ qua, vận tốc dòng chảy dung nham đã tăng lên với tốc độ trung bình khoảng 13 mét mỗi giờ. Các quan chức Hawaii cho biết nếu đường cao tốc chính bị chia cắt, giao thông sẽ buộc phải điều chuyển sang các con đường ven biển, khiến chúng trở nên đông đúc và tắc nghẽn. Việc đi tới thành phố Hilo, đô thị lớn nhất đảo lớn, và tới trung tâm du lịch Kona sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của dung nham còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như địa hình. Núi lửa Mauna Loa cao gần 4.200 mét là một phần của chuỗi núi lửa hình thành quần đảo Hawaii, lần trước phun trào là năm 1984. Tiếp tục chương trình với một số tin tức về không gian. Thưa quý vị, trạm vũ trụ quốc tế ISS vừa được nâng cấp hệ thống năng lượng sau khi các phi hành gia lắp đặt thành công hai tấm pin mặt trời mới vào hôm 3 tháng 12. Hai phi hành gia John Cassada và Frank Jubio của NASA đã mặc trang phục phù hợp và mạo hiểm đi bộ ngoài không gian trong 7 giờ để lắp đặt hai tấm quang năng lượng đầu tiên trong số 6 tấm pin mặt trời mới sẽ được lắp ở trạm vũ trụ. Khi được mở hoàn toàn, các tấm quang năng có kích thước dài khoảng 19 mét, rộng 6 mét. Theo NASA, sau khi lắp đặt các tấm pin này, công suất điện của trạm vũ trụ sẽ tăng lên 20-30%, tạo ra tổng cộng 120 kW năng lượng vào ban ngày trên quỹ đạo. Các tấm pin đã được chuyển đến trạm vũ trụ quốc tế trong một nhiệm vụ tiếp tế bằng tàu chở hàng Dragon của SpaceX vào ngày 27 tháng 11. Từ bên trong trạm ISS, các phi hành gia Nicole Mann của NASA và phi hành gia Koichi Wakata của cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA đã giúp hướng dẫn hai đồng nghiệp của họ đi bộ ngoài không gian vào ngày 3 tháng 12 vừa qua.
Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc mới đây cho biết, phi thuyền chở 3 phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu 14 đã tách khỏi mô-đun Lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 12 để thực hiện hành trình quay trở về trái đất. Đài CCTV cho hay, việc tách khỏi mô-đun Thiên Hòa diễn ra thành công vào lúc 11 giờ 1 phút ngày 4 tháng 12 theo giờ Bắc Kinh. Tàu chở 3 phi hành gia Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Chiết dự kiến hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc vào tối Chủ nhật. 3 phi hành gia Trần Châu 14 đã phóng lên mô-đun Lõi Thiên Hòa từ Tửu Tuyền hôm 5 tháng 6 và chứng kiến hai mô-đun tiếp theo bay lên quỹ đạo, hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung hình chữ T. Họ đã chào đón phi hành đoàn Trần Châu 15 hôm 29 tháng 11, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc có 6 phi hành gia trong vũ trụ cùng lúc. Sau đó, hai đội bắt đầu công tác bàn giao và chuẩn bị cho chuyến bay về nhà của tàu Thần Châu 14. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.